nghe em kêu con cờ da con mấy, con mấy cái cờ da chân dưa dơ dơ đưa chân, chân lặng mắt rồi là con số một, con mù coi là con số một, nhúc nhích nhúc nhích. À, hôm nay có gì chất ra Lan Quý Phường nha mọi người. Đó, mọi người ơi, để làm clip đưa lên cho mọi người xem nha. Đó, này nè, đó, 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 ờ, đó. Có hạch rồi, hạch vẫn còn nha mọi người, hạch chưa biến đi nha. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi nha mọi người. Rồi. Từ dạng nhẹ, dạng nhẹ. Chất, chào mọi người đi chất. Cách ca lại la đi. Nè, vui, vui, vui. Cái mấy giờ là buồn vậy, anh Hân? Theo anh nghĩ đó không mấy giờ. 7 giờ à. Giờ bắt đầu chuẩn bị mà giờ sổ số rồi là buồn. Chất. Bắn online game đi. Mấy mới đầu giờ bắn online. Ngồi chỉnh tài là đi vậy. Ờ giờ chỉnh tài đi anh Hưng, bán online. Ngồi đàng hoàng. Giờ bắt đầu lại la lại la chứ đi. Đem giấy số ra giới thiệu rồi kêu gọi mọi người chứ đâu phải. Làm vài hôn nè. Rồi lấy bọc ra, đem miếng số ra, bỏ bọc đem về chất ơi. Mọi người hôm nay cô cập nhật tình hình cô Nguyễn Thị Chất cho mọi người xem nha. Cô Nguyễn Thị Chất quê ở Quả Đất nha mọi người. Đây, Quả Đất bàn cũng còn này. Nè, đó. Cũng thấy còn bự lắm nha mọi người. Nè, quay đi. Nè. Không quay. Rồi. Về không, trở về gì chất. Đập tin đập bậy không. Ê, thề. Nó không có chỉ thề. Rồi ok. Rồi vậy chất nó muốn nói gì nói đi. Con đang qua. Alo, 87 đầu. Rồi 19 bơm 113 bắt nữa. Im chưa? Nay ngày 21. 87 đầu đâu? 87 đầu kìa. Gì? Rồi. Có người mua ủng hộ liền. Dạ ủng hộ cho. Rồi đây là mẹ của Phương ủng hộ gì chất. Hai tờ. Hai tờ vui vẻ không cô? Hai tờ là vui vẻ rồi nha. Đốt lòng mà. Hả? Ở đâu đâu trời 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 quá. Quý số mà nó mong mong chết trời. Chết ơi chết ơi. 22 tờ ủng hộ luôn. Chung 2 tờ lấy lộc đúng không cô? Đúng rồi, cái này là cầu mua cầu mai. Đó. Họ tặng luôn đi chết ơi. Trời ơi. Anh Hưng kêu tặng luôn rồi chứ xử sao chứ. Bính nó. Giá trời bính nó. Bính nó đi. 22.000 luôn. Rồi đó. Rồi cặp quân kha la la đi, cảm ơn đi chứ. Mở hàng mẹ tôi Vương mở hàng bán đắt lắm, hôm bữa mở lần rồi bán hết luôn. Rồi giờ con cảm ơn bác nha. Anh Hưng có kêu chất dẹp vô lại không? Rồi, làm đi. Rồi, làm đi. Rồi, làm sao, chất chỉ con đây. Cặp quân kha la la, mua đi. Rồi, dễ có thiệt quyết. 16, 26, 25, 44. Hôm nay đài nào, đài nào? Tiền Giang, Kiên Giang. Hôm qua chất đi đâu chứ? Nằm nhà. Nằm nhà. Có thằng mập bà họ hùng lý đi khoát đồ vô. Vô làm gì chứ? Cho tiền. Ờ. Cho 600. Ờ. Là hôm qua nằm nhà cả buổi hả? Sáng nó đổi con đồ chồng á, vô mánh á. Vô đi phát gì á. Ngon dữ trời. Chớp để con tắm gì cho chớp cho chớp cho con 200 thôi cũng được á, con khổ giờ trời ơi mày vậy đâu tắm tao tao cởi quần ra nguyên con yêu sao trời ơi có sao đâu. Ủa vậy chứ mấy người già mấy người bệnh đồ cũng tắm bình thường chứ giờ đừng có để ý gì thôi được rồi. Thôi lẽ nó dòm thì ra học cho lẽ nghe mà đọc đi. 2442 kinh. Tự đọc đi. Ừ, đọc rồi. Mấy, rồi. Đọc ô tô đi. Lăng lặng mà nghe em kêu con cờ da con mấy cái cờ da chân dưa dơ dơ đưa chân, chân lặng mắt rồi là con số một, con mù coi là con số một, nhúc nhích chui da chui vô là con 21. Oh yeah. Đồng. Một để nhúng nhích à con 21 thằng lé lên con đồi là con chấm, chấm, chấm. Thằng lé lên đồi bị người khác đến đâm là con 05 con 05 sao cứ bảy di cân đi mở nhảy
thằng lé không biết nhảy, thằng lé chỉ biết hãy là con số bảy. Nhảy ra sở thú cho mình chiếc ăn đồ bắp bà. Sao mà kêu tên tôi hoài vậy hả? Làm gì mà mắc cái gì mà kêu tên tôi hoài vậy? Giống gọi hồn quá vậy. Vậy bạn đậu bắp nha. Mũ ra luôn đi. Bỏ mẫu luôn. Ai là đậu bắp thì mấy cái cài với lại cái giỏi là cái đậu bắp màu xanh giống chung một tiệp chung nhau nha. Lên mạng mất công người ta nói tôi ăn hiếp bà. Thật sự ra là bà thấy nãy giờ tôi đứng tôi bé tôi không có đụng chạm tới bà hết. Bà kêu lô tô bà kêu số thôi. Bà mắc mới bà thằng lé bị chai đâm trong chổng là cái gì? Thì tôi cho bà ăn đậu bắp được không? Vậy là mặt. Dạ rồi. Bài cũ nè đau. Dạ, nhức quá. Nhức để về chỗ rồi. Ê, lùng gạt hả? Kỳ vậy, chạy. Đi vô hỏi cần. Thì bây giờ đây nè, trước đây con đang quay nè, chứ con. Ôi, tao hai bay lùng gạt hoài vậy. Lùng gạt vậy đang. Đi chưa? Rồi post lên mạng bây giờ á. Rồi. Rồi tiếp tục rồi giới thiệu đi. Rồi lấy 50 tờ số 13 đi chứ. Ai kêu? Anh gì kênh gì nào để em đọc tên tiếng Anh không biết đọc chứ. Mày đừng nói kênh A Lách nha. Nha. Mày có ngày Châu Anh A Lách Siêu Nhân. Tao đọc thuộc lòng tên luôn á. Châu Anh Sô Lách. Rồi hello xin chào mọi người nha. Rồi vị số bán vé số nè mọi người ơi. Dạ có gì 10 giờ mọi người ra ủng hộ nha mọi người. Thằng con đưa cu đánh đu là con không một. Không có vô dần luôn á cũng có. Không có vô dần hả có nha. Hôm nay cứ sao khư vậy. Di cân điệu ở nhảy. Thằng Lâm đi hãy là con số 7. Trời. Ủa bên anh có người mua 70 tờ rồi. Ai vậy anh? Làm gì anh? Hai thằng bay lùng gạt có hoài nha. Anh ghim trên mạng là không có bán vé số. Vé số về nha. Anh nói 10 giờ mới bán là sao vậy? Có mua liền đi mọi người ơi. Để chất lên đường mọi người ơi. Rồi thôi giới thiệu vé số cho chất nha mọi người. Rồi xin giới thiệu với mọi người đây là Nguyễn Thị Chất nha. Quê ở Hòa Đức nha. Hôm nay Nguyễn Thị Chất có vé số nè. 21 nè. 01 nè. 95 nè. 62 nè, 41 nè, 87 nè, 17, 46, 13, 93. Trời sáng biết vậy chơi mày à, mẹ ăn uống mắm à. 65, 44. Hôm nay có vú mọi người. 26, 25, 16. Nè lấy mấy trăm tờ chất? 400. 400 hả? Lấy dữ vậy. Này cứ 7 mua quên. Cứ 7 được, 400. 7 gì giờ gì có ra bán không? Nằm ngủ trong. Hôm nay phải cố gắng ra bán á chớp. Hôm nay thấy tỉnh rồi nè. Tôi. Sao đây là idol YouTube tới nè mọi người ơi. VV, idol YouTube. Chớp, chớp đi mấy ngày có nhớ anh Quang không? Chơi đầy dưới không nhớ lắm chị. Ủa giờ sắp giấy số rồi chị vậy? Có ai mua đâu sắp. Kìa, yeah, hot girl vô. Đó, mời kìa. Ốc cơ ngồi đó đi. Được, được à. Em, được em. Ngồi đây nè em. Em ngồi đây nè. Ngồi đây. Ngồi đó cũng được nữa em. Quay đi, mày gây gái là mày quay à. Chứ lẽ thấy bà quay bà. Với số bán của mình thì trúng hết trơn, chứ tao mua hoài. Gương mày dách đi đâu. Dách hoài vậy. Với số bán có trúng không? Lắng lặng mà nghe em kêu con cỡ da bốc đại đi. Số nào trúng? Lấy ốc đi, lấy đỉ đi, anh hay chơi đỉ. Trúng không? Trúng không không? Chắc trúng luôn đúng không? Rồi để em nói đi. Rồi mấy cái này không trúng để anh ta mua. Nào chắc trúng giữ giò đi. Mày ra chưa? Mày vô duyên. Nào trúng giữ giò đi chứ để bán chi vậy? Thấy có nhiều số lấy hoài, có nhiều số người này. Bữa nay gì chứ có đồ cài cốc mới nha mọi người. Mày không xài kiến nữa mà xài cái này màu xanh lá. Mày kính ngó vú rồi nói nó mẹ đi. Xài áo đó. Ghê quá. Bán số mà sexy quá. Ê, giấy ông Việt Kiều, giấy ông Việt Kiều. Có cái bộ áo này, cái máy rồi Quang. Ông Việt Kiều quá. Bộ hồng này. Bộ hồng này, ông Việt Kiều. Bộ hồng này mặc chắc nghĩ là 4 ngày. Ông Việt Kiều. Mày có số ông Việt Kiều mày gọi. Gọi ông Việt Kiều coi.
Rồi ông làm gì? Rồi ông mua số. Bà bán cho ông bữa, ông mua bà 6 triệu, ông trúng đựng tờ, kêu gọi cho ông. Bán số kỳ quá. Có tiền chị. Bán số ông trúng gì cho ngày mua. Rồi đi, mình nhìn tao hoài đó, mày coi shop mày bây giờ. Nay lấy nhiêu tờ hả? 500. 500 hả? Còn trong vỏ nữa hả? Ừ. Còn nữa hả? Lấy nhiều vậy? Bán hết không? Hết. Hết à? Hết để bán đi chứ kêu bán online kìa. Thì đi chưa? Này bà đủ tôi đi nha. Nha. Tối nay bà đừng kêu tôi lại gần bà nha. 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 Hứa chưa? Bắt tay đuổi đi nha, đúng không? Hợp lý chưa? Tối nay bán sao bán nhớ chưa, hai tờ tôi dập giá cũng được. Nói gì đi chứ, hát nữa đi. Ơi, mọi người nhìn kỹ cô Trần Thị Chất nha mọi người. Hôm nay cô Trần Thị Chất bán đi, giờ này 6 giờ 7 giờ chưa có bóng người nó hoài à. Nó nhảm đi nhiều. Ok ơi, mua. Trời bên hôm quá chứ người muốn mua luôn, anh nó cũng đọc gà luôn mì chứ. Mày đọc chưa? Ừ. Rồi. Nè, hỏi giờ rồi, em chào người. Tất cả mọi người đang xem live trực tiếp nha. Ừ. Rồi, cả sống nhờ nước, cô Chức sống vì tình thương của mọi người. Hiện tại giờ cô Chức đang ngồi ở Lan Quý Phường. Đó. Đưa cô Chức lên phường luôn mọi người ơi. Trời ơi, giờ comment mua, anh không đọc, anh trời trôi hết luôn. Đọc cái salad mua như gà pizza salad. Rồi 50 không à anh Hưng? Rồi, chắc vậy quá à. 50 rồi, đếm 50 đi chứ. Rồi, đếm đi. Phải không? Nó giỡn, trời ơi trời. Đâu đúng không? Người ta kêu là khi bà đem vé số ra đốt hết, rồi ngày mai người ta chuyển khoản cho bà. Đấy, 2 triệu ông quan mua. Anh Hưng không đọc luôn quá chứ người mua luôn á. Ta kêu á là gì chức đem giấy số ra đốt đi. Rồi ngày mai người ta chuyển khoản 2 triệu. Ủa ngày à năm sau ta chuyển 2 triệu. Ngày mai mà không ghi năm nào hết trơn á, như ngày mai không à. Kệ người ta hỏi có bán giấy số thiếu không, tôi mua hết luôn kìa. Gì chức có bán giấy số góp không? Có bán giấy số góp không? Có bán giấy số sổ gầu cái gì rồi, phải vui vẻ lên. Có bán giấy số online không, chuyển về Cà Mau hết, bao nhiêu mua hết. Trời ơi ngon chất. 5 triệu. Nhiêu? 5 triệu. Rồi 5 triệu thì giờ đem ra Cà Mau, đem ra bến xe Cà Mau rồi gửi cho người ta đi kìa. Ừ. Ra bến xe miền Tây á chất. Rồi mai ta chuyển tiền. Mọi người ra mua giấy số ủng hộ gì chất đi. Rồi gì chất xem bói luôn. Mặt bả đang lên đồng luôn mọi người. Mọi người ơi, chiếc xe bói hay nha mọi người. Nói em là năm sau thành gá mà tới giờ em cũng chưa thành gá. Mà nói không đúng mà cuối cùng giờ thành giữa luôn nha. Đại đi, giận yeah. Mặt tao hoài vậy. Chào 735 người đang xem nha. Hello nha. Hello nha, 533 anh. Mẹ hỏi anh Cường đi, ông đọc comment anh không. Mày đọc tôi có không, anh nói xạo vậy. Anh Nương anh im ru luôn, bây giờ này anh không muốn bán gì chứ luôn á. Này gọi đi. Cá sống về nữa, em sống về tình thương của mọi người. À, để gọi 113 chứ coi. Gọi bắt mày hả anh cháu, cà bánh với số kia 113 anh chị. Chứ kêu con gọi, con vợ không biết gọi ai. Mặt tao là bát mày á. Bây giờ mặt tao à, chứ con đâu có quay liền. Con lẽ nó có màn nha. Mày cứ là dở trò hoài à. Con đang quay mà, có trực tiếp đâu, trực tiếp mới mời á. Đại đi.